mơ thấy người chết nằm trong quan tài sống lại là điềm gì? Những giấc chiêm bao thấy người chết sống lại rất phong phú và muôn hình vạn trạng, người thì mơ thấy người thân đã chết vẫn còn sống, nói chuyện với người đã chết, người chết đuối sống lại, hay thậm chí có người còn mê ngủ thấy người chết bật dậy hay mình chết đi sống lại. Tùy vào mỗi trường hợp ý nghĩa và điềm báo của nó sẽ khác nhau. Nếu nằm mơ thấy quan tài có người chết bước ra và sống lại nghĩa là gia đình bạn sắp tới sẽ có khách quý, người thân tới chơi. Nhưng nếu mơ thấy người chết nằm trong quan tài thì lại là điềm báo sắp tới bạn sẽ gặp vận hạn. Giải mã giấc mơ thấy người chết sống lại. Nằm mơ thấy người chết sống lại là điềm báo của sự phục hồi. Nó có nghĩa là một cái gì đó đã mất sẽ được phục hồi. Bạn có thể đã mất việc làm, địa vị xã hội hoặc thậm chí là sức khỏe tốt của mình. Nếu bạn đã trải qua điều này, thì hãy biết giấc mơ này đến đây để mang đến cho bạn một thông điệp về sự phục hồi. Bạn sẽ tìm một công việc khác, địa vị xã hội của bạn sẽ giảm bớt và bạn sẽ sớm có sức khỏe tốt. Ngoài ra, giấc mơ này còn nhiều tình huống với các điểm báo khác nhau. Mơ thấy người thân đã chết sống lại. Đối tượng bạn nhìn thấy trong giấc mơ này là một người thân. Điều này cho thấy đây là một giấc mơ có điểm tốt, bạn và mọi người trong gia đình của bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn và nhiều tài lộc sắp đến. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng nhé. Bạn có thể xem chi tiết hơn trong video mơ thấy người thân chết để thấy nhiều trường hợp khác nhau của giấc mơ về người thân. Mơ thấy người trong quan tài sống lại. Nếu một người chết sống lại trong giấc mơ của bạn, bạn có thể chuẩn bị để giải quyết các tranh chấp và thoát khỏi tội ác. Hơn nữa, người trong quan tài sống lại là điểm báo cho một cuộc xung đột hơn lâu đời sẽ kết thúc trong hòa bình. Nhưng nếu bạn sợ hãi người chết sống lại trong quan tài, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được hòa bình và sự đồng ý. Đó là một dấu hiệu tốt nếu sự sống lại diễn ra nhờ nỗ lực của bạn, bạn đang thổn thức trên ngực anh ấy, làm một số động tác với tay và thì thầm điều gì đó. Để trải nghiệm một cú sốc mạnh mẽ về những gì đã xảy ra trong một giấc mơ là một biểu tượng của sự thật rằng bạn không phải là về mặt đạo đức sẵn sàng cho sự thay đổi. Do đó, khi đã quyết định điều chỉnh cuộc sống của chính mình, hãy chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ kết quả nào của việc bạn thực hiện. Vui mừng trước điều kỳ diệu xảy ra trong giấc mơ là một dấu hiệu của những triển vọng hấp dẫn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng với điều kiện các ưu tiên được đặt ra một cách chính xác. Và nếu bạn thấy mình đang buồn phiền vì một sự việc tuyệt vời, thì bạn không nên thay đổi bất cứ điều gì, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất cho nó. Ngoài ra, giấc mơ còn là điểm báo cho rằng đã lâu rồi bạn chưa gặp bạn bè cũ, bạn nên dành nhiều thời gian để thể hiện sự quan tâm và gắn kết tình bạn thêm bền chặt hơn nhé. Ngoài những giấc mơ thấy người chết sống lại như trên, còn có khá nhiều tình huống khác nhau liên quan đến giấc mơ này, bạn có thể xem thêm ngay dưới đây nhé. Nếu bạn thấy hay hãy comment và để lại bình luận dưới video, giải mã giấc mơ.vn sẽ giúp bạn giải đáp thêm những giấc mơ của bạn.